thì đối đầu trực tiếp ở phía bên kia đó lớp B 3000. Thì kèo này thực sự là khó cho SLB tiếp tục áp lực lên khu vực cánh trên. Lớp B dính sóng âm, anh ta bốc hơi rất nhanh. Eagle xuất hiện ở đây nhưng có lẽ quá muộn rồi, tốc biến lên tại cái không còn nhiều năng lượng nữa. Nhưng tình huống tiếp cận là đủ và ba lần sử dụng chuyên mục của mình hất tung đối phương lên. Tại anh đã phải nằm xuống. B2C với sự cơ động mình vẫn có thể thoát về được. Đến từ vị trí của Vigon, vòng vây độ kiếp không dính bất kỳ một ai cả. Và họ tiếp tục là mất đi cho mình một chiêu thức rất quan trọng trước thêm con rồng lửa xuất hiện. Và bây giờ thì rồng lửa đã có rồi, Suri đang muốn đánh nhưng ta dính cú ràng buộc lao vào luôn. Và đó là điểm mà gục dành cho vị trí của D2C, vẫn tiếp tục muốn tràn lên lấy thêm điểm gục của Vigon nữa. Eagle đã mất cho mình cú bán nguyện thương rồi. Lớp cho vị trí của Eagle có được cho mình gọi là nhìn thấy những mặt bùa thì cũng đã khó rồi. Tiếp tục solo kill khu vực đường trên mặc dù đã thua rất nhiều những tình huống trước đó. Nhưng sự lựa chọn của lớp B vẫn không đổi và anh ta tiếp tục là người phải nằm lại. Nhưng với sự xuất hiện của Eagle lần này thì cú trao đổi vừa rồi có lẽ là lời hơn dành cho bên phía của SLB. Nhưng khu vực đường dưới đang đòi lại mọi thứ của M12 Esports. Với việc lựa chọn đội hình thiên hướng cấu rỉa như này thì sát thương của họ lại chẳng có bao nhiêu. Và khoan đã, đây là tình huống muốn vào từ bên phía của M12 Esports. Họ chọn được mục tiêu rồi, một cú đá rất đẹp đến từ vị trí của D2C. Và người nằm lại phía bên này đó là vị trí của lớp B 3000. Thêm một lần nữa B1 ràng buộc chính xác ở đây. Có sử dụng ràng thế đáp xuống nhưng B1 đã nằm xuống đắp mục tiêu thuộc về vị trí của Suri. Tại kích đang liên tiếp được chém, tại kích đang thi đấu một cách điên rồ ở đây. Anh ta có trên mình điểm và gục chích mục tiêu và có lẽ sẽ là quả kia trong tình huống này. Thì Suri vẫn hoàn toàn có thể chạy được, còn Eagle có lẽ thì là không. Sự thi đấu của tại kích đang là quá gắt gào. Một người nằm xuống, người thứ hai đến solo, đó sẽ là vị trí của Eagle. Nhưng có vẻ như ta chọn sai rồi. Đây là một kèo quá không cân sức ở thời điểm hiện tại. Và dù bật cho mình đó là bán nghiệt thương, nhưng khả năng tiếp cận đến từ con Viora này thì nó vẫn đang là quá nhiều. Và anh ta sẽ có cho mình đó là tình huống cân 3 và sẽ là cân 4 ở đây. Chắc chắn anh ta sẽ không nhả ra, điểm có thể dịch chuyển lên và kết thúc đi ván thi đấu này. Đó là những tình huống tôi nghĩ rằng bên phía của SLB họ đã thiếu đi cho mình những cái nghị lực rồi. Và có lẽ những tình huống là... Và có lẽ là lối đi của hai chúng ta khác nhau chị Ani ạ. Và đây là pha lên đường trên từ vị trí Suri trăng mờ mắc tầm. Nhưng tánh ích tốc biến đi được, đu theo là không đủ. Nhưng mà tốc biến vào và một pha trăng lợi liệu. Ôi nhưng mà có sự xuất hiện đi thủ sĩ ở đây phải nó quá đơn giản. Một độ long cước đối phương vào trụ và Su vào vị trí của B1. Và trụ đầu đã thuộc về M12 Esports rồi. Bên phía của SLB liệu rằng có đổi lại được không đây? Sử dụng lợi cho mình đó là cái chiêu cuối độ kiếp rồi. Trong khi đó phía bên này B1 lên bảng đếm số, kích hoạt lợi cho mình cú định mệnh và để xem rằng sẽ đáp xuống đầu đầy bài vàng được phóng ra. Và phía bên kia thì Eagle lên bảng đếm số, lợi bia biến về hơi buồn cười một chút xíu. Và đó là một pha đánh tốt đến từ bên phía của MDH. Và sân khấu tử thần dựng lên không có quá nhiều ý nghĩa. Và lớp B đang bị mắc kẹt lại bởi vị trí tánh ích. Và chắc chắn là Bonnet cũng sẽ phải đi thôi, anh ta mất cho mình đó cái tốc biến. Nhưng D2C vẫn đứng ở đây, liệu có sóng âm găm vào không? Nhưng bên phía MDH họ quyết định sẽ bỏ. Họ hướng tới đó là cái trụ nhưng không còn lính ở đây nữa. Và Suri đến chắc chắn sẽ một pha combat đẹp dành cho bên phía Saigon Phantom. Nhưng chiêu cuối của Suri lại không trúng ai. Cùng với đó là B1 ăn con rồng lửa. Và Eagle đã mất trừng phạt trong pha ăn bùa đỏ rồi, liệu có thể tranh cướp được không đây? Tánh X đã có một hướng đi vào khá là đẹp định mệnh bật lên và chiêu của Suri này nó chỉ trúng ở vị trí full set. Và dòng lửa được giữ lại để cho D2C. Ở phía bên kia thì Tánh X đang có một lượng sát thương rất lớn và anh ta ép hoàn toàn được Vigot và Bonnet ra ngoài. Phía bên này thì D2C lấy thêm một mạng hạ gục nữa. Ôi máu, sau đó anh ta bật màn xương để cho Lani có thể chạy và định mệnh bật lên. Liệu Lani có muốn quay lại không? Tốc biến lên làm cho vị trí của Eagle găm luôn sóng âm vào. Wow. D2C có một pha đá nổ long cước trúng tới hai người và đó là double kill dành cho anh ta. Một cái double kill quá sung đáng, tiếp tục găm sóng âm vào người của Bonnet nhưng lần này thì anh ta không muốn làm. Sóng âm trúng đến từ vị trí của D2C, anh ta chưa bắn rồi đã biết là trúng rồi. Vẫn tiếp tục lao lên đến từ vị trí của lớp bia. Anh ta dính ràng buộc, anh ta dính luôn cái bóng tối soi dọi. Và ở đây thì Suri bị đá đi, Suri bị hạ gục. Bởi đó là anh chàng tank phía bên kia và đội hình của SLB họ đang tan vỡ rồi. Chỉ còn lại một mình lớp B cũng như là Eagle. Eagle thì đang giạt nhà, xe lính là vẫn còn. Và đây sẽ là chiến thắng 2-0 dành cho M12 Esports. Và nếu như càng đánh chậm như này, càng về sau M12 càng có lợi. Và đây là tình huống muốn thả con sứ giả Kenneth để có thể ép và lấy đi con rồng gió cũng như là có những điểm mã gục. Và đây là tình huống án tử trượt, tuy nhiên khả năng băng bổ vào với cho mình tối hậu tư là quá khó để cho Lani có thể dễ dụa. Full Z cũng bị bỏ lại ở đây và đó sẽ là hộp để có thể giải vây. Và các thành viên bên phía của SLB họ co hướng với nhau, xuất hiện của lớp B3000 ở đây úp lồng vào vị trí của B1. B1 bốc hơi ngay lập tức, Full Z tốc biến đi rồi và sát thương nhồi vào vị trí của Full Z là đủ điểm mã gục dành cho vị trí của Eagle. Ở đây thêm một mũi tên xuyên phá nữa. Và phía bên kia thì Tank X cũng đã phải nằm lại. 3 điểm ở gục dành cho đợt lính khá ổn. Khi mà Baron chuẩn bị ra thì đợt lính ở khu vực dưới đẩy lên rất cao. Và D2C và Tank X muốn làm gì đây? Sẽ là 2 đánh 4 khi Full Z đã bị dồn ra quá xa. Siêu hùng rằng thế bồi vào nhưng có lẽ sẽ không cứu được Tank X phía bên kia. Và cái đóng lồng của lớp bé cũng sẽ giữ cho được D2C rất lâu. Full Z chết tay cho người đồng đội của mình. Và những pha di chuyển bắt lẻ của Sài Gòn Phantom đang quá tốt trong Phantom rất tự tin trong những pha giao tranh đông người.
Như vậy, bắt lại được B1. Vẫn tiếp tục là AD chim mồi trong đội hình của MD Esports. Tuy nhiên chim mồi này cũng có đổi được cái gì hay không đây? Vì Ngô vẫn còn một chầm máu thoát đi, cung Z thì quá yếu rồi. Anh ta bốc lên ngay lập tức, Tanh X bị giữ lại trong tối hậu thư và cũng chẳng còn lối đi nào cho anh. Vô cùng nhanh vào phía trên thì Vigot đang có những tình huống muốn ép D2C ra xa. Có mắt của MD trong này nha, và đó là án tử trượt D2C có thể cướp được. Và ngay lập tức thì biển sẽ có tóm, họ phải lùi lại nhưng Vigot thì không chạy được. Vigot đứng quá cao và đây là D2C, anh ta không có cách nữa, anh đã mất cho mình đó cái quay tay rồi. Và Lani đây là siêu hùng dáng thế bồi xuống, Lani đã phải nằm xuống trước đó và D2C cũng đã bị hạ gục rồi. Quá ổn, anh ta nằm xuống 3 lần nữa thì việc cử ta nhích để đối đầu với lớp Ben ôi, nhưng họ bắt được Vigot. Họ bắt được Vigot rồi, đứng trên thì Tanh X đang bị lao thẳng vào nhà luôn. Tanh X đã phải nằm xuống. Và có lẽ D2C cũng như những người đồng đội lên ăn luôn con rồng này và biến về đi. Nếu không thì lớp B sẽ càn nát cái nhà của họ. Anh ta có rất nhiều lính sau lưng và đặc biệt là anh ta cũng mua lợi Baron. Nhưng Sài Gòn Phantom biết điều này và họ đang giữ chân những thành viên của MDS. Không ai có thể biến về cả. Và đây Lani với những nỗ lực cuối cùng và đó là chiến thắng. Lượng sát thương phép của đối phương một chút lợi thế nhưng chắc chắn sẽ không thể thắng được. Và tốc biến lên hài xoáy đến vị trí của Vigot nhưng pha móc lại trúng vào vị trí đó là Kun Z. Kun Z đã che cho người đồng đội của mình và B1 liệu sẽ gỡ được bao nhiêu mạng cho tình huống này đây. Đó là viên đạn thứ 3 rất đen cho B1, nếu đó là viên đạn thứ 4 thì đã có mạng hạ gục cho anh ta chung vào với nhau. Đây là tình huống rớt rất nhanh cũng nước thục với bên phía của MD Esports, bắt đầu bông vào với những combo siêu hùng dáng thế kết hợp với đó là có hiệu thư. Suri khống chế rất tốt hai người phía bên kia để tạo tiền đề cho phía sau thì Bonnet hoàn toàn được bắn trong tình huống này. Double kill dành cho vị trí của lớp B3000 và Bonnet thì anh ta vẫn chưa tìm kiếm cho mình những điểm hạ gục nhưng có lẽ như vậy là đủ để cho SGP thắng lợi trong pha giao tranh này. Các trai đẹp của tôi có vẻ hơi lủng rồi khi mà Bonnet xanh quá sớm. Lần này anh ta móc trượt nhưng Lani đang ở một cái thế rất khó để có thể lùi về. Tung rượu nổ tung ra và ngay lập tức thì Lani và Kun Z sẽ không thể phòng thủ và khiến cho sẽ bị băng trụ bởi 4 người. Rất khó để chạy rồi, pha khiêu khích tốt từ vị trí của Suri và có lẽ Kun Z sẽ phải nằm xuống rồi. Chắc chắn là nằm lại, một cú xoáy là rất hay đến từ vị trí của Lani và bên phía của BDH họ tràn lên tấn công đối phương. Nhưng vẫn là bắn đến từ vị trí của đó là Bonnet nhưng cuối cùng anh ta nằm xuống triple kill thuộc về vị trí của đi. Có một sự táo bạo nhất định ở đây khi họ rỡ tảo một cuộc hàng Baron phía bên này. Người bị bắt lại là Vigot, anh ta chắc chắn sẽ phải nằm lại băng vào khu vực hàng Baron ở đây. Đó là vị trí của Tanix kết hợp với Lani. Cú xoáy này không trúng vào vị trí của Bonnet khi Bonnet sử dụng cho mình đó là cú chiêu cuối bão tố nổi dậy và đang trả đam rất kinh khủng vào người của Tanix. Và Tanix là người sẽ phải nằm xuống thôi nhưng D2C cùng với Kun Z nên gỡ được cái mạng này của lớp B, nếu không sẽ là vô cùng lỗ. Và Kun Z một pha tùng rượu nổ rất đẹp và chắc chắn là lớp B sẽ phải trả giá thôi. Cái mạng hạ gục nó lại nằm trong tay. Nhưng bây giờ thì cái thế đẩy đã bị phá bỏ rồi, những tâm lính đang ủng hộ cho MDA Esports họ quyết định đánh luôn ở trong tình huống này. Vigot bị chọn là mục tiêu và anh ta bốc hơi rất nhanh, điểm hạ gục dây cho vị trí của B1 và đây có những cái teleport xuất hiện, một cú xoáy lại giữa hai thành viên phía bên kia và đây sẽ là một thế đánh rất tốt dành cho bên phía của MDA để có thể phá hủy hoàn toàn đội hình SGP. Chỉ còn lại ở đây là Eagle mà thôi. Eagle là người còn sót lại cuối cùng cho hình của SGP và làm đấy không uổng công khen B1 đẹp trai. B1 có pha xử lý vô cùng xuất sắc và có lẽ MVP trong pha giao tranh cuối cùng đó là Kun Z với pha tùng rượu nổ.